Quá đen cho Trường Giang gặp sự cố ngay giữa lúc nước sôi lửa bỏng. Giờ tính sao? Sau sự việc Nhã Phương bị giả mạo tài khoản Instagram, nghệ sĩ Trường Giang liên tục bị giả mạo tài khoản trên mạng xã hội. Thời gian qua, trên Instagram xuất hiện các tài khoản lấy tên của nghệ sĩ Trường Giang với hàng chục nghìn lượt theo dõi, đã thường xuyên đăng tải những hình ảnh liên quan đến Nhã Phương và nam em. Những tài khoản này đều đăng tải hình ảnh của Nhã Phương với nhiều dòng trạng thái bày tỏ nhớ thương và quan tâm đến nữ diễn viên. Một tài khoản lấy tên của Trường Giang thường xuyên đăng tải hình ảnh của Nhã Phương. Tài khoản này còn có cả chữ official chính thức như một cách để người xem ngầm hiểu đây là trang chính thống của danh hài. Những tài khoản lấy tên của nghệ sĩ Trường Giang đều có rất nhiều lượt theo dõi. Bên cạnh việc đăng tải hình ảnh của Nhã Phương, một số tài khoản này còn có những dòng trạng thái tỏ ra nhớ thương và quan tâm nữ diễn viên. Báo đã liên lạc với quản lý của Trường Giang cũng là anh trai của nam nghệ sĩ để xác thực thông tin trên. Anh trai của Trường Giang cho biết những tài khoản trên đều là giả mạo và Trường Giang có một tài khoản Instagram nhưng rất ít hoạt động. Những thông tin về nam nghệ sĩ được đăng tải trên fanpage chính thức của anh ở mạng xã hội Facebook. Trước đó, diễn viên Nhã Phương cũng bị một tài khoản lấy tên Nhã Phương với hơn 166.000 lượt theo dõi liên tục và chia sẻ những dòng trạng thái đầy ẩn ý giữa ồn ào tình cảm của Trường Giang và nam em. Nữ diễn viên phải liên tục lên tiếng và chia sẻ lên Instagram của thật của mình vì bị nhiều kẻ xấu giả mạo. Nhã Phương lộ vóc dáng gầy rộc sau cú sốc Trường Giang nam em. Xuất hiện trong đoạn clip livestream trên mạng xã hội, Nhã Phương gầy đi trông thấy, khiến fan rất xót xa. Sau cú sốc chuyện tình cảm, Nhã Phương dừng lấy lại thăng bằng và tìm niềm vui trong công việc. Thời gian này, nữ diễn viên đang là đại sứ nhân ái trong chương trình, đồng hành cùng phụ nữ biên cương. Sau khi đến tận nơi an ủi chị em đồng bào, người đẹp tuổi thanh xuân liên tục kêu gọi cộng đồng mạng nhắn tin, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn. Nhã Phương livestream kêu gọi cư dân mạng nhắn tin ủng hộ phụ nữ biên cương. Nhã Phương rất tâm huyết khi làm đại sứ chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương. Nhã Phương gầy đi trông thấy sau thời gian dài im lặng chịu đựng chuyện nam em và Trường Giang. Mới đây, bạn gái Trường Giang thu hút sự chú ý khi livestream chia sẻ về việc làm ý nghĩa của mình. Dù ăn mặc giản dị không trang điểm kỹ càng, nhưng nữ diễn viên vẫn giữ được thần sắc tươi tắn, gương mặt rạng rỡ đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, điều chú ý là vóc dáng của Nhã Phương có phần gầy đi trông thấy, rõ nhất là ở hai cánh tay. Không ít fan bày tỏ sự xót xa và mong thần tượng nên dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân. Bên cạnh đó, nhiều khán giả khuyên nữ diễn viên buông tay Trường Giang để bớt muộn phiền. Nhã Phương xuống cơn thấy rõ vì chịu quá nhiều tổn thương. Cách đây ít lâu, Trường Giang cũng đã lên tiếng bảo vệ Nhã Phương sau sóng gió. Nam danh hài hối hận vì để bạn gái chịu đựng quá nhiều cay đắng vì mình. Thực sự đến ngày hôm nay, Trường Giang không dám chờ Nhã Phương tha thứ, vì Giang chưa tha thứ được cho mình. Nhiều người hỏi tại sao ốm vậy, ừ thì đơn giản không ăn không ngủ được thì ốm thôi. Trong chuyện này, nam em không phải là người tổn thương nhiều nhất là Nhã Phương. Trường Giang từng rất nhiều lần chứng kiến Nhã Phương khóc, khóc không ra nước mắt cũng có, khóc không thở được cũng có, cho nên mình thấy mình quá tệ, Trường Giang trải lòng trên báo. Nhã Phương chính thức lên tiếng, mọi chuyện không thể cứu vãn. Bởi lẽ thời gian qua, cuộc sống của Nhã Phương hoàn toàn vắng bóng Trường Giang. Cái tên Nhã Phương được nhắc đến nhiều thời gian qua, sau khi được Trường Giang cầu hôn, những ồn ào tình ái của bạn trai với nam em khiến cái tên của Nhã Phương chưa bao giờ hết hot với sự chú ý của công chúng. Trong diễn biến mới nhất, Trường Giang lên tiếng mong công chúng để lại sự yên bình cho Nhã Phương. Anh cũng khẳng định tình cảm của mình dành cho bạn gái cũng như đe dọa nam em đừng làm gì động tới Nhã Phương, nếu không sẽ phải ân hận. Khá kín tiếng và từ chối nói về chuyện tình yêu suốt thời gian qua, nhưng bất ngờ sau lời tuyên bố của Trường Giang, Nhã Phương lại lên tiếng. Lần này, không phụ sự tò mò của dư luận, nữ diễn viên đã nói về tình yêu. Chia sẻ trên báo, cô cho biết, như mọi cô gái, dù trải qua nhiều biến cố, tôi vẫn mong muốn có một cái kết đẹp trong tình yêu. Tuy nhiên, cảm nhận của tôi về tình yêu giờ đã thay đổi nhiều. Tôi bình tĩnh, chín chắn và điềm đạm hơn, không kỳ vọng quá nhiều. Tôi nghĩ ở mọi thời điểm, chuyện tình cảm đều rất quan trọng, nhất là với những người giàu cảm xúc như tôi. Đôi lúc tình cảm còn quan trọng hơn công việc. Tuy nhiên hiện giờ tôi muốn dồn sức cho sự nghiệp, tôi đang có nhiều kế hoạch mới cần hoàn thành.
Theo nhiều người, đây là cách nhà Phương khiến cho mọi chuyện tạm thời lắng xuống và là lời giải thích cho chuyện vì sao thời gian qua cô không nhắc tới chuyện tình ái. Vẫn đi sự kiện đóng phim giữa tâm bão của bạn trai, chuyện khẳng định tình yêu của mình giờ có sự thay đổi, nhưng không lúc nào thiếu tình yêu, chứng minh chuyện của Trường Giang và nhà Phương vẫn đang ổn, dù cho phải trải qua những thử thách thời gian qua. Thế nhưng cũng có người cho rằng sự lạnh lùng của nhà Phương phải chăng là lời cuối cho cuộc tình, và thực sự chuyện giữa cô với Trường Giang đã không thể cứu vãn. Bởi lẽ cô đã nói rõ, người con gái thường cần tình yêu, nhưng giờ cô đã chọn sự nghiệp. Phả lại, thời gian qua cuộc sống của nhà Phương hoàn toàn vắng bóng Trường Giang. Thủ thành Bùi Tiến Dũng, cảm giác đứng trên sân khấu rất khủng khiếp. Lần đầu tiên, thủ môn Bùi Tiến Dũng đã có những chia sẻ xoay quanh trải nghiệm làm vai đét, gây xôn xao những ngày qua và đã bật khóc khi nhắc đến điều này. Mới đây, Bùi Tiến Dũng đã có xuất hiện trong một chương trình giao lưu trực tuyến. Đây cũng là lần đầu tiên nam thủ môn xuất hiện sau màn trình diễn thời trang nhận nhiều chỉ trích. Hot Boy U23 cho biết anh nhận lời trình diễn không phải vì tiền, bởi số tiền nhận được chỉ bằng một nửa so với những sự kiện trước đó. Tôi rất thích trải nghiệm khi được làm người mẫu trình diễn thời trang và tất nhiên khi nhận được lời mời và trong thời gian rảnh rỗi thì tôi sẽ nhận lời tham dự. Nhưng thú thật, cảm giác đứng trên sân khấu rất khủng khiếp. Ở trên sân bóng khán giả sẽ đông hơn, nhưng trên sân khấu thì tôi chưa quen cảm giác ấy. Thật sự rất đáng sợ, Bùi Tiến Dũng thẳng thắn chia sẻ. Lần đầu tiên xuất hiện với vị trí vedette, Bùi Tiến Dũng đã nhận phải nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận, thậm chí xuất hiện những bình luận khó nghe. Nói về điều này, nam thủ môn đã bật khóc. Nếu họ nhận xét thì bình thường không có vấn đề gì cả, nhưng tôi chỉ mong mọi người, nếu nói thì hãy nói thẳng đến mình, đừng xúc phạm đến người thân yêu của tôi. Gia đình là những người tôi yêu thương nhất, những sự kiện tham gia phải có sự đồng ý của tôi và tôi thích thì mới làm, còn những chuyện gì có liên quan đến tôi trên mạng xã hội. Bố mẹ không dùng Internet, nhưng tôi đều hay gọi điện về để bố mẹ khỏi lo lắng. Tôi luôn tự nhủ mình sẽ không làm chuyện gì đó để bố mẹ buồn tủi. Bùi Tiến Dũng cũng khẳng định việc tham gia trình diễn đã được câu lạc bộ cho phép và bản thân đang trong thời gian rảnh rỗi nên mới nhận lời tham gia. Sau việc dũng cảm bảo vệ Bùi Tiến Dũng khi bị chỉ trích cát quốc như đi chợ, trước những nhận xét nam thủ môn U23 Bùi Tiến Dũng cát quốc như đi chợ, không lo bắt bóng mà lo lấn sân nghệ thuật, nhiều anh chị nghệ sĩ đã lên tiếng bênh vực thủ môn quốc dân. Tối 22 tháng 4, thủ môn Bùi Tiến Dũng đảm nhận vai trò người mẫu trên sàn diễn tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam. Trong vai trò vedette cho một thương hiệu thời trang, thủ môn của đội tuyển U23 Việt Nam đã gây ra không ít phản ứng trái chiều. Ngoài một số bình luận thích thú với sự lấn sân này của thủ môn Bùi Tiến Dũng, cũng có rất nhiều khán giả tỏ ra không hài lòng với việc anh dành nhiều thời gian cho các hoạt động ngoài bóng đá. Đặc biệt, một số người còn nhận xét nam thủ môn U23 đi cách quốc như đi chợ. Trước nhiều ý kiến trái chiều từ công chúng, nam ca sĩ Hoàng Bách, á hậu Nguyễn Thị Loan, cụ người mẫu Trang Trần đã lên tiếng bênh vực Bùi Tiến Dũng. Trên trang cá nhân, ca sĩ Hoàng Bách dành một dòng trạng thái khá dài để trấn an người hâm mộ, giải thích về việc Bùi Tiến Dũng diện cách quốc là việc làm không hề sai trái. Hãy để các cầu thủ tận hưởng sự nổi tiếng, các thành viên U23 bây giờ đã rất nổi tiếng, không ai có thể phủ nhận, và chính bản thân các em cũng không thể trốn tránh điều đó. Tại sao cứ phải lo ngại, thậm chí chỉ trích về những việc các em đang làm, Hoàng Bách viết. Cướp mặt tham dự và chúc mừng nhà thiết kế Vincent Đoàn, Nguyễn Thị Loan thích thú trước màn lấn sân của thủ môn đội tuyển U23 Việt Nam. Cổ vũ nồng nhiệt trong màn trình diễn của Bùi Tiến Dũng, người đẹp tiết lộ, em ấy thật sự lịch lãm và thần thái. Tuy lần đầu bước trên sàn cách quốc lớn, nhưng em ấy vẫn thể hiện rất tốt và đầy bản lĩnh, Loan cùng mọi người vỗ tay nồng nhiệt. Nhiều người nói không nên, nhưng tôi thì nghĩ như thế này, nên chứ. Chỉ là thời gian quá ngắn em chưa tập cho thần thái hơn thôi. Mình nghĩ cầu thủ đẹp trai cao ráo như em, tham gia quảng cáo trình diễn kiếm được tiền trong sạch là được, đàng hoàng là được, miễn sao em bắt bóng vẫn chuẩn và ngày một chuẩn hơn. Tôi vẫn ủng hộ em tham gia quảng cáo và trình diễn khi nó không ảnh hưởng đến sự nghiệp bóng đá và không bị mấy mẹ yêu nhìn nhận giăng bẫy. Em cứ kiếm tiền khi có cơ hội để giúp đỡ gia đình, để dằn thân tài sản. Hãy vững tin và tập bóng ngày một thực xuất sắc. Em Bùi Tiến Dũng nhắn Dũng, chị rất ủng hộ cả hai anh em nhé. Cụ người mẫu Trang Trần cũng lên tiếng bênh vực Bùi Tiến Dũng. Cô cho rằng, việc đi kiếm tiền trong sạch đàng hoàng miễn sao vẫn bắt bóng tốt là được. Chia sẻ về việc bị ném đá khi làm vedette, Bùi Tiến Dũng bật khóc. Thực sự tôi đi diện không phải vì tiền, nhưng tôi thích trải nghiệm đó.
Khi tham dự sàn diễn, tôi nhận được nhiều ý kiến trái chiều và có hỏi ý kiến anh chị trong câu lạc bộ. Các anh chị nói em cứ suy nghĩ kỹ, nếu thích thì làm. Đây là quản nghị chứ không phải là bỏ tập luyện để đi diễn. Nhưng những bình luận trên mạng xã hội khá nặng nề. Tôi mong là họ đừng xúc phạm tới những người thân yêu của tôi, đừng nhắc tới những điều không tốt. Tôi đã bị tổn thương, Tiến Dũng chia sẻ.